Nói yêu một người, yêu mãi đến trăm năm. Bạn không dễ dàng nói ra lời yêu với ai đó hoặc thể hiện tình cảm của mình. Nhưng khi bạn đã nói ra tình yêu chân thành của bạn dành cho ai đó, bạn sẵn sàng cam kết với mối quan hệ. Bạn sẵn sàng không lay chuyển, cung cấp tình yêu dồi dào của bạn cho người ấy, nuôi dưỡng mối quan hệ ngày càng sâu đậm bền chặt. Cho dù người ấy là ai, người ấy trở thành người như thế nào, người ấy đối diện với biết bao thăng trầm của đời người, bạn luôn ở lại bên cạnh với người ấy, đồng hành cùng người ấy. Bạn cung cấp tình yêu dồi dào cho người ấy, hỗ trợ tích cực, nâng đỡ tinh thần, là chỗ dựa vững chắc cho người ấy. Chính tình yêu vĩ đại của bạn đã làm cho người ấy ngày càng thay đổi tích cực, tự nhận thức rằng mình nên làm gì để chữa lành vết thương trong tâm hồn của mình, mình nên làm gì để phát triển cá nhân và để xây dựng mối quan hệ của cả hai ngày càng sâu đậm bền chặt. Hãy nhớ rằng, chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành vết thương, chỉ có tình yêu mới tạo ra phép màu, chỉ có tình yêu mới giúp hàn gắn mối quan hệ, chỉ có tình yêu mới giúp bạn trải nghiệm tình yêu đích thực trong cuộc đời này.